Bitcoin vẫn chưa gãy cái xu hướng tăng. Hôm qua thì Bitcoin đã có những lúc test lên vùng 30 uh, 38k4, đến đấy thì Bitcoin cũng gặp cái áp lực bán rất là lớn và có những lúc Bitcoin về tận là uh, 37k5, sau đó thì uh, uh, lại hồi lên cái vùng 37k8. Thì hiện giờ uh, Bitcoin thực ra là vẫn giữ được cái xu hướng tăng. À, ở đây là các cái xu hướng tăng ấy nó vẫn đang giữ được cái đường màu xanh này nên chính vì vậy này chúng ta vẫn giữ được uh, chúng ta vẫn giữ được uh, các cái vị thế uh, của bitcoin hay là cái vị thế của oncoin chúng ta chỉ cần là dịch stop loss dương bao giờ các cái đường xu hướng này, này nó chuyển sang màu đỏ này cái đường uh, cái đường xu hướng chính này nó chuyển sang màu đỏ này thì chúng ta mới lo đây nó về được cái cái đường MA30 này đấy, còn cái này là nó, nó là cái đường MA20. Thì hiện giờ các cái xu hướng nó vẫn đang uh, giữ được uh, uh, những cái um, cái đà tăng đấy các bạn. Đấy là nó đang thực ra là vẫn đang có xu hướng đi ngang trong cái biên độ là từ 35 đến 38k. Chúng ta um, vẫn chưa thấy cái dấu hiệu suy yếu hẳn của Bitcoin. Chúng ta phải đợi là cái đường uh, cái đường 10 này nó cắt xuống đường 20 này và hiện giờ thì vẫn chưa cắt các bạn, nó vẫn đang giữ được ở những cái uh, cái, cái cái đà tăng của nó. Uh, như vậy là chúng ta vẫn chưa thấy rằng là Bitcoin đảo chiều và hiện giờ cái xu hướng thì chúng ta vẫn nói rằng là nó đang đi ngang các bạn.